Vâng, lời đầu tiên cho phép Tommy Audio gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em chơi Audio trên toàn quốc. Rất là cảm ơn anh em là trong cái thời gian qua đã luôn đồng hành cũng như là luôn tin tưởng sử dụng các cái sản phẩm bên Tommy Audio. Đấy thì cụ thể như trong hôm nay thì lúc buổi trưa này em có đăng một cái video là có mấy cái con vang KTV 8000, thì trong một cái thời gian rất là ngắn này anh em đã chốt gọi là không còn một cái con nào anh em nhé. Đấy, và tiếp tục buổi chiều ngày hôm nay thì theo nguyện vọng của một vài anh em thì em sẽ lên cho anh em một cái video, một cái dòng vang số chỉnh cơ phải nói là cực kỳ là hay anh em ạ, một cái dòng vang số chỉnh cơ DSP MK 1000. Đấy, con này chạy chip Yamaha của Nhật nên là xử lý tiếng, xử lý nhạc của nó cực kỳ là hay luôn. Đấy, cái tốc độ xử lý của nó lên đến 24 bit em nhé. Và cái giải mic của nó, cái giải nhạc của nó lên đến 48 kHz, phải nói là cái giải của nó cực kỳ là cao. Đấy, cái giải của nó rất là rộng em ạ. Đấy, một cái dòng vang số mà chống hú tốt này, vang nhạy mượt này, dễ chỉnh, dễ new. Và đặc biệt là cái vang này của nó thì thực sự mấy em là đời nó cũng rất là cao ạ, đời nó rất là cao. Đấy, và cái số lượng nó chỉ có 5 con em nhé. Đấy, nó đẹp như này, nó chất như này, nó chống hú tốt như này, nhưng mà hôm nay em vẫn để cho em cái giá phải nói là cực kỳ là rẻ luôn. Rất là đẹp mà rất giá rất là rẻ em nhé, rẻ hơn cả một cái con vang nhái đẻo. Đấy, anh em là đang xem video thì vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật các cái sản phẩm mới nhất bên em. Thì ngày mai đấy, ngày mai em sẽ lên cho anh em những cái bộ mic đấy, những cái bộ mic cực kỳ là đẹp mà giá cũng rất là hữu nghị anh em ạ. Đấy, anh em là đang có nhu cầu là mua sắm cho mình một cái bộ mic, một cái con vang bãi chất lượng giá hợp lý thì có thể đăng ký kênh anh em nhé. Anh em nào đang có nhu cầu mua, nếu như mà có thời gian bận thì anh em phải ấn vào cái nút chuông, quan trọng là anh em ấn vào cái nút chuông, ấn vào cái nút chuông để khi em đăng cái video lên thì nó sẽ thông báo luôn cho anh em, tránh cái tình trạng là cái hàng em đăng lên một lúc rồi người ta mua hết rồi, lúc đấy anh em gọi điện cho em thì lúc đấy cũng không còn những cái sản phẩm đấy nữa anh em nhé. Đấy, thì giới thiệu qua một chút về cái dòng vang này, thì đây là một cái dòng vang số chỉnh cơ em nhé, đây là một cái dòng vang số chỉnh cơ. Đấy, và tất cả các cái chỉnh cơ của nó là chỉnh bằng điện tử ấy nhá. Các cái nút này, nút control này, control chỉnh bằng điện tử này. Nó là một cái dòng vang số chỉnh cơ và tất cả những cái phím của nó là nút control, nút điện tử. Thế nên là anh em chỉnh thực ra là anh em nghĩ là khó nhưng mà nó chỉnh nó rất là đơn giản em ạ. Nó cực kỳ là đơn giản luôn. Tất cả đều rất là đẹp em ạ. Cái con vang này đời nó rất là cao. Đấy, đời nó rất là cao luôn. Ở đây là các cái nút nút điều khiển này. Nút đầu tiên là cái nút chống hú em nhá. Nút chống hú FBX này. Cái nút này thì cái này nó chỉ có 3 cấp độ, lúc 3 có 3 cấp độ chống hú. Đấy, anh em chỉ cần đặt đến cái cấp độ là 1 hoặc là 2 thôi là thực sự nó đã chống hú rất là tốt rồi. Đấy. Tiếp theo là cái nút Stone, đây chính là cái nút lưu chương trình anh nhá, anh em này. Đây chính là cái nút lưu chương trình này. Đấy, anh em ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra chữ default. Nếu anh em muốn lưu thì anh em ấn vào chữ enter này. Nếu anh em muốn lưu chương trình 1 thì anh em ấn cứ ấn đi. Đấy, chọn chương trình muốn lưu. Đấy, đây là chọn chương trình muốn lưu này. Đấy, 6 chương trình anh em nhá, có 6 chương trình. Đấy, thường thì nếu như anh em là muốn lưu luôn và gọi ra luôn thì anh em lưu với nhiều cái chữ default này, ấn vào start, ấn vào enter này thì là nó sẽ tự lưu anh nhé. Start luôn, cái này là nó đã lưu rồi đấy. Đấy. Tiếp theo là cái nút Zico là cái nút gọi chương trình em nhé, nút gọi chương trình này. Anh em ấn vào đây. Đấy. Thì đầu tiên là cái chương trình default anh em vừa lưu, tiếp theo là chương trình 1, chương trình 2. Đấy. Khi anh em mà gọi đến cái chương trình anh em muốn gọi ra, anh em ấn chữ enter. Đấy là nó gọi chương trình ra, Co Effect 01. Đấy, nó đang gọi ra này. Đấy, nó gọi đấy, nó đang gọi ra anh em nhé, nó đang gọi ra này. Đấy, tiếp theo là cái nút mic, đây là nút volume mic này. Volume mic thì ai cũng biết rồi, cái này chỉnh to nhỏ mic. Đây là volume nhạc này, đấy, chỉnh to nhỏ nhạc. Đấy, cái này thì những cái này thì nó đơn giản rồi anh em. Đấy. Đấy. Và khi anh em muốn chỉnh mic, muốn tinh chỉnh mic ấy, bình thường thì em sẽ lưu sẵn cho anh em, em sẽ chỉnh sẵn hết cho anh em rồi, anh em về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, còn nếu anh em nào muốn nghịch thì đầu tiên là cái nút mic này. Đấy, nút mic này thì nó sẽ anh em ấn vào đây. Ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều các cái thông số. Đấy, nó sẽ hiện ra rất nhiều thông số để em đặt cho anh em xem. Đấy, đây là mic bass này. Mic mid này, mic chép này. Đấy, mic max này. Đấy, những cái này thì đây em đầu tiên em giới thiệu qua một chút reverb. Đây chính là cái đầu tiên này, đầu tiên nó là cái nút delay thì đây là cái tốc độ lặp lại em ạ, delay đây là cái tốc độ lặp lại. Tiếp theo anh em ấn một phát nữa ra reverb, đây này chính là cái thời gian lặp lại. Echo, đây là cái âm lượng của echo em ạ. Đây là cái mức âm lượng của echo. Reverb time đây chính là cái thời gian của reverb. Reverb never đây là cái cấp độ của reverb em nhé.
đấy, mic bass này, mic bass nếu như anh em mà thấy cái mic nó dày tiếng, anh em ấn vào cái mic bass anh em xoay đi nhá, xoay giảm nó đi, khi nào nghe tiếng nó thanh thanh là được. Tiếp theo là cái mic mid này chính là cái giải chung của cái tiếng mic anh em nhé. Anh em nếu mà thấy nó the thé hoặc là nó vẫn không được hay thì anh em giảm đi hoặc là tăng lên đấy. Còn muốn anh em muốn bay thì là cái giải mic chép này em nhé, mà giải mic chép này thì là anh em cứ xoay làm sao cho tiếng nó bay đấy, ví dụ nó rít ầm lên, nó rít lên thì anh em giảm cái giải chép này đi. Còn nếu mà nó chưa được bay tiếng, nó ù tiếng thì anh em chỉnh cái này để cho nó lên cái mức để nó tiếng nó bay em nhé. Đấy, tiếp theo là cái nút music này, music vol thì anh em ấn vào cái nút music vol này đấy thì nó sẽ ra mic music vol này. Tiếp theo ấn phát nữa là ra aux vol, đây chính là cái cổng aux vào của anh em. Đấy, tiếp theo là cái nút input dvd thì thường là em sẽ chọn cho anh em là cái nút input auto em nhé, input auto này đấy, để khi anh em cắm vào thì nó sẽ nhận luôn. Đấy, tiếp theo là cái ba cái giải của nhạc là bass, giải bass này nếu anh em muốn bass nó tăng lên thì anh em xoay lên đấy, anh em muốn mid nó tăng lên thì anh em xoay lên, và anh em muốn chép nó tăng lên thì anh em xoay lên đấy. Nó thực sự nó rất là đơn giản em, nó rất là đơn giản luôn đấy. Và khi xong rồi thì anh em ấn vào cái nút sờ tone này để lưu anh nhé, sờ tone này, và anh em chọn chương trình. Đấy, ví dụ em chọn chương trình 1 em lưu này đấy, khi chọn chương trình rồi anh em chọn enter. Đấy, là nó sẽ tự lưu anh nhé. Đấy, còn đây là cái phần nội thất của nó anh ạ. Em quay cho anh em xem cái phần nội thất của nó đây. Thì cái con này là sử dụng một cái nguồn đồng em nhé. Sử dụng một cái nguồn đồng rất là to. Đây là các cái tụ lọc này. Đấy, đây là các cái tụ lọc này. Và con này sử dụng cái chip xử lý là Yamaha anh em nhé. Đây em nhìn chưa? Đây. Mà những cái dòng vang nào mà sử dụng những cái chip Yamaha này thực sự nó rất là cao cấp. Đấy, nó rất là cao cấp và cái tiếng của nó ra cực kỳ là hay em nhé. Đấy, và còn đây là cái bo chống hú của nó anh em nhé. Đấy, cái bo chống hú này thì cái đường mic này nó sẽ vào qua cái bo chống hú này và nó sẽ đến cái chip xử lý Yamaha, tất cả nhạc và mic nó sẽ trộn vào đây. Đấy, nó sẽ trộn vào đây, nó sẽ xử lý và nó sẽ ra cái cổng phía sau này em ạ. Đấy, thì cái con vang này thì có bốn cổng ao là cổng sup này, cổng center này và hai cổng LR. Thì em sẽ tặng cho anh em là một cái cặp jack calong anh em cắm hộ em vào cái cổng LR này để ra đẩy hoặc ra amply em nhé. Còn tất cả các đường tín hiệu vào thì input đây thì có bốn cái đường tín hiệu vào thì em sẽ chọn cho anh em là chế độ auto, anh em cắm cổng nào nó cũng nhận em ạ. Đấy, em nhìn qua lại một lần nữa đây. Đấy, phải nói là cực kỳ là đẹp luôn đấy, nó những cái linh kiện của nó còn rất là mới em nhé, rất là mới luôn. Đấy, cái nguồn đồng, cái nguồn này, cái nguồn để nuôi cái vang nó rất là to. Đấy, bốn cái tụ xử lý của nó cũng rất là to luôn đấy. Còn bây giờ em thử qua cái tiếng mic để anh em nghe cái tiếng mic của cái vang này nhá, thực sự nó rất là mềm mượt luôn, cực kỳ là mượt anh ạ. 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 6 7. Tất cả những cái chế độ vang nhại và các cái chế độ nhạc các thứ này em chỉnh hết cho anh em, em chỉnh sẵn cho em về em chỉ cần sử dụng thôi. Đấy. Còn đây là cái độ chống hú em nhé, đây là cái độ chống hú này, đây em gõ sẵn gõ luôn là loa cho anh em luôn này. Đấy, và cái mức chống hú bây giờ em chỉ để ở cái mức là 1 thôi em nhé. Đây còn 2 cấp độ nữa. Em chỉ sử dụng ở chế độ 1 thôi nhưng mà thực sự là cái con vang này nó chống hú cực kỳ là tốt em ạ. Một cái dòng vang số chỉnh cơ cực kỳ là dễ chỉnh, nếu như giá mới của nó ít nhất cũng phải tầm từ 5 triệu em nhé. Và hôm nay cái số lượng nó chỉ có 5 con này thôi, hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá rất là rẻ luôn, chỉ với 1.200.000 em nhé. Anh em là chốt cái con vang này với giá 1.200.000 thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 hoặc là 0912797955 em nhé. 1.200.000 em bao ship đấy, bảo hành 3 tháng cho anh em và căn chỉnh các thứ ngon lành cho anh em đấy, tặng kèm cho anh em một cái đôi dây rắc anh em cắm vào amply hoặc cắm vào đẩy đấy, thực sự nó quá rẻ luôn em. Đấy, anh em mua một cái con vang nhái đẻo bây giờ nó cũng rơi tầm 1.700.000-1.800.000 nhưng mà thực sự là không thể hay bằng những cái con vang như này được em, không thể hay bằng những cái con vang như này được. Đấy, với cái giá chỉ có 1.200.000 bao ship tặng đầy đủ dây rắc cho anh em, bảo hành cho anh em 3 tháng, anh em là chốt thì vui lòng gọi điện cho em nhé. Đấy, thực sự nó quá rẻ luôn em. Đấy, rẻ hơn cả một cái con vang nhái đẻo chứ đừng nói gì đến cái vang nhái bình thường em. Anh em nào đang xem video thì vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật các cái sản phẩm mới nhất bên em nhé. Xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.